Sáng ngày 11 tháng 4, paparazzi Giang Tiểu Yến tiết lộ hình ảnh Lâm Canh Tân lái xe đi chơi với bạn gái là Sử Nhuế Y. Người này viết, bắt gặp Lâm Canh Tân và bạn gái Sử Nhuế Y cùng đi ra ngoài. Luôn hâm nóng tình cảm với bạn gái, nhưng không ảnh hưởng tới công việc của anh với Triệu Lệ Dĩnh. Lâm Canh Tân quả là cân bằng công việc và cuộc sống. Bài đăng lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng trên Weibo với hơn 150 triệu lượt đọc. Phản ứng của cư dân mạng cũng vô cùng đa dạng. Điều họ đặt câu hỏi đầu tiên là, bạn gái Lâm Canh Tân là ai? Bạn gái Lâm Canh Tân là Sử Nhuế Y, sinh năm 1999, tên thật là Sử Vân Quân. Cô tốt nghiệp Học viện Vũ đạo Nam Kinh, Trung Quốc. Năm 2018, người đẹp ra mắt giới giải trí khi xuất hiện trong chương trình tài năng The Best of Us của đài truyền hình Chiết Giang. Dù vậy, phải đến khi tham gia Sáng tạo Doanh 2020, tên tuổi của cô được nhiều người biết đến. Sử Nhuế Y được xếp vào nhóm thực tập sinh có nhan sắc nổi bật, nhưng không được đánh giá cao về năng lực. Rời chương trình, Sử Nhuế Y tiếp tục hoạt động dưới sự quản lý của công ty BG Project, công ty giúp cô phát hành single Loving You và Dư Sinh Ái Tình. Bên cạnh đó, bạn gái Lâm Canh Tân cũng lấn sân sang mảng diễn xuất, tham gia một số bộ phim như Giữa Cơn Bão Tuyết và Từng Thiếu Niên. Theo dõi Lâm Canh Tân nhiều năm, hẳn phần lớn khán giả đều biết đến độ đào hoa của anh chàng. Ra mắt làng giải trí hơn 10 năm, thập tứ AK trong bộ Tâm Kinh từng xuất hiện các tin tức tình cảm với không ít các bóng hồng trong showbiz. Mặc dù đào hoa là vậy, nhưng Lâm Canh Tân luôn trên tay các mối tình trong êm đẹp và chưa từng phải đối mặt với những ồn ào tình ái không đáng có. Chính vì thế, số đông khán giả cho rằng hình ảnh này không làm ảnh hưởng đến việc họ yêu thích Giữ Phượng Hành. Tuy nhiên, một số fan lại cảm thấy rất thất vọng, thậm chí tức giận khi Lâm Canh Tân để lộ chuyện hẹn hò ngay trong ngày chương trình Treasure Tracking lên sóng. Thật ra chúng tôi tức giận không phải vì anh có bạn gái hay không, vì đối với chúng tôi cũng chẳng sao. Điều chúng tôi để ý là anh rõ ràng là người có bạn gái mà còn đăng bài bầm mờ. Chính anh là người khơi chuyện đầu tiên, kết quả phim vẫn chưa phát hết, đã bị lộ ra rồi. Hôm nay chương trình giải trí còn là đại kết cục, anh nhịn thêm một vài ngày không được sao? Thế này có tốt cho phim không? Thế này có tốt với khán giả không? Cũng trong ngày 11 tháng 4, ekip Giữ Phượng Hành chính thức nói lời tạm biệt khán giả. Trên trang cá nhân, Lâm Canh Tân gửi lời cảm ơn đạo diễn Đặng Khoa vì đã cho anh không gian phát huy hết khả năng diễn xuất. Nam diễn viên cũng cảm ơn Triệu Lệ Dĩnh vì trong quá trình quay phim đã cho anh sự tự tin rất lớn. Lâm Canh Tân khẳng định được diễn cùng Triệu Lệ Dĩnh là vinh hạnh của anh. Chia sẻ này của Lâm Canh Tân ngay lập tức bị các fan CP đem ra mổ xẻ phân tích. Trong bài viết, Lâm Canh Tân gọi Triệu Lệ Dĩnh là Triệu lão sư. Trước đây Lâm Canh Tân thường gọi Triệu Lệ Dĩnh là Vương gia hay Tinh Nhi, nên các fan CP cho rằng đoàn phim vừa nói lời từ biệt, Lâm Canh Tân đã vội xé CP. Tuy nhiên, có lẽ sức nóng của Giữ Phượng Hành chưa hạ nhiệt, một lượng fan CP của cặp đôi đã tràn vào trang cá nhân của Sử Nhuế Y và để lại những bình luận mang tính công kích, chỉ trích. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân nhiều lần khẳng định họ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Chính vì thế khi làm việc, họ dễ dàng trao đổi và hiểu ý nhau. Fan lâu năm dễ dàng nhận ra tình cảm đặc biệt của hai diễn viên và đủ tỉnh táo để biết rằng cả hai hoàn toàn không có khả năng phim giả tình tật. Thậm chí có người cho rằng việc công kích hình ảnh hẹn hò đời thường của Lâm Canh Tân cũng có thể là động thái ác ý của anti-fan khi nam diễn viên đang được săn đón mạnh mẽ sau Giữ Phượng Hành. Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào? Hãy để lại bình luận nhé!